Mời quý vị nghe tiếp phần 3 tiểu thuyết Đất và Máu của nhà văn Đặng Huỳnh Thái. Sau tiếng súng nổ, rồi tiếng gầm thét của Hương Cán ở đầu hè, thằng còi giãy đành đạch trong bụi tre gai, càng giãy gai góc càng xé rách quần áo và cào cấu người hắn. Lúc vùng dậy thì đã tơi tả. Còi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra bờ sông Nê. Sông Nê chia cắt hai làng Khánh Hữu và Bái Môn. Chẳng cần biết điều gì sẽ xảy ra, còi nhảy tùm xuống sông và lặn một hơi sang bờ bên kia. Ngóc đầu lên khỏi mặt nước, hít một hơi dài, còi chui vào đám mèo tây đang lơ lửng giữa sông. Sông Nê bắt nguồn từ những dãy núi xa xa ở miền Trung Du, chảy đến làng Bái Môn thì chia làm hai nhánh bao quanh làng. Hai đầu đổ ra biển như cái gọng kìm, mọi người qua lại duy nhất chỉ có một cây cầu khỉ. Chuyện kể rằng, có một cô gái đội gạo qua cầu, một tay đỡ thúng gạo, một tay vịn. Đi đến giữa cầu, không may tụt váy. Liền buông tay đỡ, thế là ngã xuống sông. Mỗi khi có động, Lý trưởng ra lệnh cho Trương Tuần tháo dỡ thanh tre giữa cầu, đóng cổng làng. Bái Môn trở thành một ốc đảo, có cuộc sống riêng biệt, tự làm ra và trao đổi hàng hóa với nhau. Không biết từ bao giờ, hai làng Khánh Hữu và Bái Môn có một lời nguyền kỳ lạ được truyền tục. Nếu trai gái hai làng lấy nhau, sẽ đứt quãng, gãy gánh giữa đường, không ai được hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Cửa sông Nê về phía Khánh Hữu phù sa bồi đắp thành một bãi rộng mênh mông. Cây cối tốt tươi, vườn chim chiều chiều trắng xóa, đàn chim trở về, đầy cá tôm, nhất là loài cá nước lợ. Bình thường, người dân hai làng vẫn cùng nhau bắt cá trên sông một cách hòa thuận, san sẻ cho nhau khi đói kém, mất mùa. Nhưng đến khi ngày doanh điền Nguyễn Công Trứ cho xây cống ở thượng nguồn, khiến cho lòng sông hẹp lại, dẫn đến việc cá tôm ngày càng khan hiếm. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nguồn thức ăn lại bị cạn kiệt, khiến hai làng Khánh Hữu và Bái Môn làng nào cũng muốn giành con sông về mình. Từ đó diễn ra một cuộc tranh chấp phân chia ranh giới dòng sông. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra, thanh niên trai tráng làng nào cũng ngày thì lo ra đồng cày cuốc đi biển, đêm đến lại chuẩn bị gậy gộc để đi đánh nhau. Nhiều người sứt đầu mẻ trán, làng Bái Môn dùng mưu mẹo đánh nhanh rút gọn. Phía bên kia làng Khánh Hữu, đông người hơn, đã dùng ghe thuyền chở thanh niên trai tráng vác gậy gộc qua lấn át. Làng Bái Môn biết mình ít người và yếu thế hơn, viết đơn lên quan chi huyện khởi kiện. Tại phiên xét xử, quan chi huyện đặt ra một câu hỏi cho cả hai làng. Nếu cho rằng dòng sông ấy là của làng mình, thì dòng sông ấy tên gì? Dân Bái Môn nghe quan chi huyện hỏi mới ngớ người ra. Xưa nay người làng chỉ biết thả đăng, cất vó, kiếm cá, chứ có ai để ý con sông tên gì. Ngay cái tên mình cũng chẳng nhớ. Đàn bà đi lấy chồng gọi tên chồng, chồng chết gọi tên con, đàn ông khi sinh con gọi tên con cả. Cái tên làng Bái Môn cũng chẳng gọi, chỉ quen gọi là bãi ngoài, bãi bồi, thế thôi. Lúc ấy, người dân làng Khánh Hữu có cụ Tiên Hách học rộng, hiểu nhiều, trình bày sông ấy là sông Nê.
Nghe câu trả lời thấy hợp lý, quan sử dân làng Khánh Hữu giành phần thắng. Người làng Bái Môn không tâm phục khẩu phục, cộng thêm lý do lúc tranh chấp dòng sông, còn đòi cả phần bãi bồi bên kia sông. Đất đấy màu mỡ nhất, chỉ có ở đấy mới trồng cói làm chiếu được. Cây cói to, thẳng, đẹp, thân đều, đủ tầm chiều ngang của chiếu. Lâu nay, người làng Bái Môn vẫn phải sang Khánh Hữu mua cói. Bây giờ mất, nghề chiếu cũng mất. Trả thù, người làng Bái Môn đặt ra lời nguyền độc. Trai gái hay làng, nếu lấy nhau thì sẽ đứt quãng. Gãy gánh giữa đường, không ai được hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Thế mà còi ở làng Khánh Hữu dám bước qua lời nguyền, yêu cô Na ở làng Bái Môn. Chả là một lần đi xem lễ Noel ở nhà thờ xứ, còi thấy Na trong đội hát thánh ca hay quá. Na xuất hiện như một thiên thần. Cô vận bộ đồ dài lụa trắng nõn, tóc buông sõng quá vai, thân hình thanh mảnh. Giai điệu thánh ca mượt mà uyển chuyển, khác hẳn với mọi người. Na như bao cô gái khác của làng biển, bơi lặn mò ngao mò ốc. Hai người quen nhau trong những lần lặn dưới sông, dưới biển, rồi hò hẹn bơi ra giữa dòng sông Nê tự tình. Một đêm trăng sáng, nô đùa lặn tìm nhau ở dưới đáy sông. Còi đã vô tình chạm vào đôi vú nhu nhú của Na. Từ thuở bé đến giờ, chàng thanh niên khỏe mạnh này mới thấy được cái gì đó là lạ, dân rắn, phập phồng. Ở dưới nước sâu mà âm ấm. Hơi ấm ấy đã chuyển về tim, về óc chàng và toàn thân nóng gian. Na quẫy mạnh, hai tay vùng vẫy ngoi lên mặt nước, dải yếm đào tuột ra, trôi theo dòng sông. Na bơi ngửa, đuổi theo dải yếm. Đôi núm vú hồng tươi, chọc thẳng lên trời cao, còi nhanh tay vớt được, hai người giằng co rồi lặn hụp xuống sâu. Mặt nước chỉ còn nổi lên những bọt bong bóng, có trời biết họ đã làm gì ở dưới đó. Một lúc sau, Na nổi lên mặt nước, váy yếm nghiêm chỉnh như cô gái đồng trinh. Sau việc ấy, trai tráng Bái Môn đoán già đoán non, xì xèo. Mạnh mồm hơn, có kẻ bảo rằng trên sông Nê có con thuồng luồng cái giống người, hai vú như hai quả đào tiên hiện về những đêm trăng sáng. Hôm nay bên Khánh Hữu, quân Nhật vào càn quét bắn phá ác liệt. Na ra chỗ bờ sông quen thuộc ngóng sang. Trong bóng đêm chậm vạng, Na thấy bóng còi đang qua sông. Cô nhảy xuống, bơi ra và dìu còi vào bờ. Hai người vừa gặt đám bèo tây ngoi lên. Từ trong làng Bái Môn vọng ra tiếng hô hoán tù và, trống phách inh ỏi. Những ngọn đuốc chạy dài từ làng ra bờ sông theo bước chân người huỳnh huỵch. Na thấy nguy cơ, họ mà bắt được thì cả hai cùng chết. Cô đẩy còi bơi ra giữa sông. Lên bờ thôi, tôi mệt lắm rồi. Còi rên rỉ trong hơi thở. Cố lên, nó đuổi đến nơi rồi. Đói lắm. Bám chặt vào em. Bọn nào đấy? Thằng Bằng, cố lên. Nước sông mùa này đang to, từ đầu nguồn cuồn cuộn chảy về. Còi tuột tay, không đủ sức bám. Một đám bèo tây lớn trườn lên và cuốn đi. Na lấy hết sức kéo lại, nhưng không kịp. Như con rái cá, Na lặn xuống sâu đuổi theo. Cũng may đến chỗ vó bè của ai đó trên sông, còi vướng vào, dừng lại. Hai người vật lộn hồi lâu. Na mới đẩy được còi lên bờ. Đám dân làng hò hét,
rồi quăng đuốc chất thành một đống. Lửa cháy rừng rực, sáng cả một vùng sông, soi rõ tất cả. Có tiếng hét, chúng nó kia rồi, bắt lấy nhanh lên. Trống mõ tù và lại vang lên, những bước chân rầm rập. Na và còi đã bị vây chặt, không còn đường thoát. Nhanh chóng họ lôi hai người lên bờ. Thằng Bằng đá một phát rất mạnh vào bụng còi. Nước trong bụng ổng ộc tuôn ra. Na xông vào, bị một bàn tay túm tóc kéo lại. Cứ như vậy, họ lôi tất cả lên mặt đê. Bằng con trai Lý Khoái, khắp vùng biển này ai cũng biết tên Lý Khoái răng vàng khét tiếng. Tuy chẳng học hành gì, nhưng ông có nhiều mưu mẹo, đầm ruộng bát ngát tận chân trời. Người ta đồn rằng, thời chưa có con cống ở đầu nguồn sông Nê, mỗi mùa mưa đến, nước về, mang theo phù sa bồi đắp cửa sông, bãi biển, dài ra đến đâu, Lý Khoái cho cắm tiêu đến đó, sú vẹt mọc lên che kín một vùng. Trong nhà lúc nào cũng có hàng chục con thuyền ra khơi. Chiều chiều thuyền về đỗ đặc bến cá. Cá to phơi khô ướp muối, cá nhỏ làm chượp nấu nước mắm, cá chết cá ươn vãi cho chim. Nước mắm Bái Môn thơm, độ đạm cao nổi tiếng cả vùng. Đã giàu lại thêm chức lý trưởng kiêm trùm họ, nên ông to nhất làng này. Lúc ở công đường người ta gọi là cụ Lý, gặp ngoài đường người ta cúi chào ông trùm. Từ ngày ngài danh điền Nguyễn Công Trứ cho xây cống ở thượng nguồn, chẳng biết thế nào dòng chảy của sông Nê đã chia cắt bãi chim làm hai phần. Một nửa nhiều thuộc về làng Khánh Hữu, nửa còn lại chim bay sang hết bên kia. Ông mất bao nhiêu ruộng, bãi và đàn chim, mất cả đất trồng cói. Điên tiết, đi kiện lại thua kiện. Ông bắt dân làng phải làm theo lời nguyền. Ông cất công, vượt biển sang tận xứ Đông, tìm thừa sai dòng tên người Pháp về giao giảng tin mừng và bỏ tiền ra xây dựng nhà thờ họ, sánh cùng nhà thờ họ Cao Đồng. Nhà thờ nhỏ vừa đủ cho mấy chục gia đình hành lễ, nhưng tháp chuông cao treo một quả chuông to. Chiều chiều tiếng chuông vang lên, vang xa ra biển khơi, gọi con chiên hướng về. Khoe với cả vùng ta có nhà thờ họ, có tu viện dòng Mến Thánh Giá. Làng đặt ra những luật lệ riêng. Ngoài việc tuân thủ giáo ước, 10 điều răn của đạo Chúa, mọi người còn phải thực hiện bản hương ước đã ban từ trước theo hệ thống làng xã. Các tục lệ quy định như thế này. Điều: trong làng ai thông dâm, đàn ông hoặc đàn bà đều phải nộp phạt. Người nào có con gái chửa hoang phải chịu phạt. Con gái phải gọt đầu bôi vôi và trôi sông, trôi biển. Tên thông dâm bị phạt, bị truất ngôi thứ trong dòng họ trong 2 năm. Cấm chỉ con trai con gái không được lấy người làng Khánh Hữu. Người nào chống lại lời nguyền này sẽ bị tru di tam tộc. Bây giờ, còi và na rơi đúng vào điều cấm chỉ nghiêm ngặt của lệ luật này. Na là bổn đạo gốc, còi người làng Khánh Hữu, không biết những hình phạt gì sẽ giáng xuống đầu hai người. Lý Khoái quần ống thấp ống cao, tay chống ba tong, kéo lê bàn chân trái bước vào nhà. Xoa hai bàn chân đầy bùn cát, ngồi lên chàng kỷ. Chân trái cụ Lý bé hơn chân phải, đứt gân gót chân, không nhấc lên được. Vụ ấy nhớ đời, nghe theo con mẹ chủ quán Mục Tồn,
ở thị tứ liềm, cụ lên nếm thử món rượu mận. Chả là nó chuyên nợ tiền mắm tôm của mụ. Cầy tơ không có mắm tôm bái môn, không thành rượu mận. Mẹ chủ quán khôn ra phết, muốn xí xóa chuyện này, chúc rượu cho say mềm. Cao hứng, cụ bảo, tao xóa tất tần tật nợ nần cho mụ nghe chửa. Chỉ chờ có vậy, chủ quán mục tồn bế thốc cụ lên giường. Người mềm nhũn, của ấy cũng rũ oặt xuống. Nhưng khác lạ, của lão chồng cục cằn thâm đen, của quan chức tươi đỏ hung dữ hơn. Mấy khi kẻ bần hàn vớ được, nửa đêm chồng đi bắt trộm chó về, thấy trần chuồng ôm nhau, nó tần cho một trận. Lý khoái hộc máu trộn mắm tôm thịt chó, bốc mùi khăm khẳm. Bị cắt gân gót chân rồi tống khứ. Chuyện ấy giấu biệt, ai cũng tưởng cụ bị chó cắn, cho nên vẫn ngang nhiên quát tháo. Bay đâu, lôi hai đứa về đây cho tao. Bẩm ông, đang ở trên điếm canh ạ. Thằng hầu vội vàng chạy vào thưa. Tống nó vào chuồng trâu. Lý khoái vừa dứt lời, ngoài đầu ngõ đã rầm rập tiếng chân người. Họ xô đẩy kéo lê Còi và Na. Hai người bất tỉnh, máu me be bét, quần áo rách bươm. Thằng Bằng hùng hổ đi đầu, đến giữa sân, hắn đứng lại gào to. Phen này, chúng mày sẽ chết. Từ lúc nào, Lý Khoái đã lọc cọc đứng trên hiên. Tống nó vào chuồng trâu, cho một thằng canh gác, còn tất cả ra nhà thờ. Một hồi chuông dài, từ gác chuông nhà thờ vang lên, giữa đêm khuya tĩnh mịch vang xa, thôi thúc gieo rắc vào lòng người niềm vui thánh thiện và nỗi khổ đau tràn ngập. Na đẹp nhất làng Bái Môn, người thon nhỏ, mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, đôi mắt thẳm sâu mà sáng, ẩn dưới hàng mi cong cong. Một gương mặt đẹp, hiền thục và nhân hậu, như Đức Mẹ Đồng Trinh hiện hình. Con gái miền biển, cái nắng, cái gió không làm cho nước da đen sạm mà trắng hồng căng mọng. Đám trai làng đua nhau đưa đón mỗi buổi dự lễ ở nhà thờ về. Có lần, thằng Bằng cầm đầu bọn đầy tớ trong nhà dàn quân đón đường, đánh nhau với bọn choi choi ở xóm dưới. Bị sứt đầu mẻ trán, từ đó không một trai nào dám bén mảng đến gần Na. Bằng nghiễm nhiên độc quyền, Na sợ hết hồn, nhiều lần không dám về nhà, phải ngủ lại tu viện. Tu viện dòng Mến Thánh Giá rất nhỏ, mới xây dựng, một nếp nhà tranh, nhưng các sơ rất quý Na, vừa đẹp người đẹp nết. Đã mấy lần tu viện gọi Na vào học, nhưng Na không đi được, chỉ tham gia vào đội hát thánh ca. Nhà nghèo, bố mất khi Na hãy còn trong bụng. Lớn lên nghe mẹ kể, hàng ngày bố phải lên phố huyện kéo xe tay, dăm bảy hôm mới ghé về nhà. Đưa cho vợ vài ba xu một hào. Thế rồi bẵng đi hàng tháng, không biết hỏi ai, tìm ở đâu. Mà từ bé có ra khỏi cổng làng bao giờ? Chỉ nghe người ta kháo, nào là bỏ vợ quê, lấy vợ bé trên huyện, rồi Tây bắt cho xuống tàu sang tận Tân Đảo. Ngày đêm bà mong ngóng, khóc hết nước mắt. Tự nhiên hôm ấy, Lý Khoái mang tấm hình đến nhà hỏi, đây có phải chồng mụ không? Người trong ảnh, mặt mũi nát bét, nhưng thấy hao hao. Linh tính nhắc bà, tôi rốt nát chẳng biết xem hình, nhưng
chồng tôi sao lại nên nông nỗi này? Quan Sở cầm sức về. Đi tìm kẻ này là ai? Thì ra là chồng Ngụ. Nói rồi Lý Khoái cầm tay bà, ấn vào tờ giấy. Điểm chỉ vào đây. Chồng Mụ kéo xe lên dốc, lật xuống vực, làm chết quan Ti Diệu người Pháp. Chồng chết, Mụ phải bồi thường. Bà hét toáng. Trời ơi là trời, sao lại thế này? Gò lưng kéo xe kiếm ăn, chồng tôi có giết người đâu. Lý Khoái trừng mắt. Mụ cãi à? Khôn hồn nộp ngay. Bà ngất xỉu. Trương Tuần và Lý Khoái đè ra, ấn tay vào tờ giấy. Đây là tờ xác nhận danh tính người phu kéo xe và văn tự gán cho Lý Khoái một sào ba thước đất vì tội làm chết quan Tây Ti Diệu. Từ ngày đó, mẹ Na Tần Tảo nuôi con, gầy mòn, kiệt sức, quanh năm còng lưng vì bát cơm manh áo. Bao nhiêu bông lúa còng xuống vì cõng những hạt thóc thì cái dáng người còng xuống bấy nhiêu, gần đây thì nằm liệt. Na phải gắng sức để vượt qua. Hôm nay lại lâm vào cảnh này, không biết phải làm sao đây. Ở góc chuồng trâu, còi bị trói chặt vào cọc, đầu nghẹo xuống, tóc rũ rượi như người sắp chết. Con trâu mộng nằm ở bên cạnh, thở phì phì, kéo nắm rơm nhai kèn kẹt. Ngoài vườn, tiếng ếch nhái kêu ầm ạp, báo hiệu trời sắp mưa. Na giật mình tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, nhưng cố ngóc đầu lên, nhìn khắp lượt. Đây là đâu? Trời tối như mực. Qua kẽ cửa nhỏ, Na đứng dậy lần sờ. Rất may có sự can thiệp của các sơ ở tu viện. Lúc bị bắt, Na không bị trói, được nhốt riêng ở nhà kho. Thấy động, người canh gác ở phía ngoài mở cửa xông vào. Na, em ở đâu? Tiếng gọi thì thầm. Na giật mình run bắn, nép vào một góc im lặng. Anh đây, Bùng đây, anh vào cứu em đây. Mau đi nào. Phải câu thứ hai, thứ ba, Na mới tin và lên tiếng. Anh Bùng ơi, cứu em với. Trong bóng tối, hai người ôm chặt lấy nhau. Na khóc nức lên. Không được khóc, nó nghe thấy thì chết. Chạy đi với anh. Chần chừ giây lát, Na hỏi dồn, anh còi đâu rồi? Nó bị nhốt trong chuồng trâu. Hãy cứu anh ấy trước đi, rồi về cứu em. Mặc kệ nó, em phải đi ngay. Không, anh ấy đói lắm, sắp chết rồi. Anh có củ khoai đây, mang ngay đi. Na đẩy Bùng ra khỏi cửa rồi ngồi sụp xuống đất. Bùng và Na là hai anh em họ. Bố Bùng và bố Na là hai anh em. Cuộc sống của nhà Bùng thì khá hơn, khỏe mạnh, xốc vác. Bùng rất thương Na, hàng ngày qua nhà đỡ đần cho mẹ con thím, việc nọ việc kia. Họ hàng nhà Bùng có dây mơ rễ má với làng Khánh Hữu. Cụ bốn đời nhà Bùng và Na gốc bên đó. Chị Bùng lại lấy anh bố thằng Còi. Nó phải gọi bằng bá. Kể từ trước ngày chưa xảy ra chuyện kiện cáo, hai bên chung sống với nhau như một. Trai gái đi lại lấy nhau, dỗ Tết hội hè, chung mâm, chung bát, chén chú, chén anh. Bái môn biến đổi, đào hào đắp lũy, ngăn sông cấm chợ. Lời nguyền muôn thuở, mối hận thù xa cách. Tối nay, dân làng hô hoán ra bờ sông bắt trộm. Nào ngờ biết chuyện Na bị bắt, Bùng tìm cách kiếm chân canh gác để lựa cơ cứu em. Cơn mưa đổ xuống, sấm chớp ầm ầm, chó sủa inh ỏi. Na vùng dậy, mở tung cánh cửa,
Một luồng sáng ùa vào, kéo theo những tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Bắt lấy nó! Tiếng thằng Bằng mỗi lúc một gần. Bay đâu, đuổi nó cho tao. Bắt sống lôi cổ về đây. Thế là còi bị bắt lại rồi. Anh Bùng ơi, em làm khổ anh. Na nép vào góc nhà lẩm bẩm cầu xin. Cánh cửa đổ tung, đánh sầm một cái. Thằng Bằng xông vào lôi tuột Na ra ngoài. Con đỏ dọc, lờ đờ trôi trên sông cái. Hôm nay là ngày con nước nguyệt kỵ. Người ta thường nói, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Ngày nguyệt kỵ, còn ai dám đi đâu? Thế mà thời loạn lạc, đói kém. Bất kể, người người chen chúc đi kiếm ăn. Bến đò lại liền ngay chợ. Thường ngày thì vắng tanh, chỉ tấp nập được một tháng ba phiên chợ, mùng 2, 12, 22. Mờ sáng đã đông cho đến tối mịt. Gần cửa sông nên người ta gọi là chợ cá. Nhưng không phải chỉ có bán tôm cá, mà đủ thứ từ dưới biển mang lên, trên rừng mang xuống. Nào là củi khô, măng tươi, măng khô, cả xương thú, mật ong, kỳ đà, tê tê. Gần đây đói kém, chả ai mua cái thứ cao sang ấy. Chợ lại đầy sắn khô, khoai khô, từ miền ngược mang về cứu đói. Con đò dọc bé nhỏ đặc kín người, bồng bềnh theo sóng. Mùa này nước sông cái đục ngầu chảy xiết. Ngược dòng con đò phải đi nép vào bờ. Đã lâu lắm, trên sông này xuất hiện những chuyến đò dọc. Từ chợ gốc, cửa sông, qua bao nhiêu miền quê, lên miền ngược. Khi đi ngược dòng, phải mất hơn 10 ngày. Khi về thuận buồm xuôi gió, theo dòng nước, thì cũng mất 7-8 ngày là nhanh. Trước đấy, còn có tàu ký bưởi từ Hà Nội, Phố Hiến, Hưng Yên, chạy ra biển vào miền Nam. Một độ lại có tàu của cô Tư Hồng, không lấy tiền đò của khách, lại còn biếu thêm cơm nắm, bánh mì. Khách quá giang, hầu hết là những người nghèo khổ đi kiếm ăn. Xe đây cho Sở Nhật, công ty Đài Nam của quân đội Nhật ở Hưng Yên. Lái buôn đường dài, mang tôm tép khô, sản vật biển lên mặn ngược, đổi lấy khoai khô, sắn khô, củ mài và mây tre gỗ về bán cho các chủ xưởng. Chuyến đò hôm nay toàn là những người nghèo đói, chạy loạn, trốn thuế, trốn bắt bớ tàn sát của quân Nhật, quân Pháp. Họ nằm la liệt ngổn ngang trong khoang thuyền. Ngay từ đầu bến chợ gốc, mọi người đã ảo xuống như vỡ chợ. Chủ thuyền không sao ngăn được. Trên bến, người các nơi kéo đến mỗi lúc một đông. Các ông cai, ông đội, dùng roi quật ào ào vẫn không dẹp được cuộc ra đi kiếm ăn hỗn loạn này. Chủ thuyền to khỏe, lão luyện, phải gắng hết sức mới giữ cho con thuyền khỏi tròng trành. Biết rằng chuyến này chẳng ai có tiền mà trả, ăn chẳng có, nữa là tiền đò, đành phải trông chờ vào mấy tạ cá khô lên mặn ngược, đổi lấy khoai, ngô, sắn, may ra hòa. Nghĩ vậy, ông chủ thuyền đẩy nhanh ra giữa sông và hét toáng lên. Dồn đều sang hai mạn thuyền, người khỏe kéo người yếu. Lê vào. Con thuyền chao đảo một lúc rồi trở lại cân bằng. Nó cũng như đoàn người yếu ớt đang nằm trong đó, tất cả còn sức đâu mà dẫy đạp. Mặc cho người lái đò muốn đưa họ về đâu thì về. Thuyền này đi dọc sông cái, ngược lên thượng nguồn. Ai muốn ghé đâu thì bảo, muốn trả bao nhiêu thì trả. Ông chủ thuyền nhẹ nhàng tuyên bố. Tiền đâu mà trả, cho nợ qua cơn đói khát, bọn này không quỵt đâu mà sợ. Có ai đó nói phào phào trong hơi thở. Đêm nay con nước,
đò đi ngược dòng, chỗ nào sóng to, trai nào khỏe, phải lên bờ kéo thuyền cùng các trai nhà đò nhé. Vẫn tiếng ông chủ thuyền. Một vài trai khỏe ậm ờ lăn ra ngủ. Ở khoang giữa, Tráng và Xoa, hai cậu cháu đã chen vào lúc nào, nằm gọn lòn. Những vết máu trên cánh tay Tráng đã khô cứng, người mệt lử. Từ lúc ở bãi chim bị viên đạn của bọn Nhật bắn vào, hai cậu cháu chạy một mạch ra bến đò. Để che mắt quân Nhật và các ông cai đội, Xoa nhặt mảnh áo tơi khoác lên người cậu, chen chúc đẩy nhau xuống đò. Tráng rên rỉ gọi, Xoa ơi, tao khát. Trong đêm tối lờ mờ, chẳng biết nước sông trong hay đục, đang khát cứ có nước là được. Xoa chụm tay với da mạn thuyền, múc một ngụm nước, nhỏ từng giọt vào mặt vào miệng cậu. Lúc này có được tí nước như thuốc tiên. Tráng thở mạnh rồi thiêm thiếp ngủ. Nằm ngay bên cạnh là người đàn bà quần áo tả tơi, lộ ra những đám da đùi trắng bạch. Chắc là ngày trước, chị ta đẹp và hồng hào lắm. Ngồi ngay đó là người đàn ông, đầu tóc bù xù, thi thoảng anh ta lại vuốt bộ ria mép lởm chởm đã lâu ngày không cắt tỉa. Cái đói đã làm đôi má anh hóp lại, nhưng con mắt vẫn sáng và long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào lỗ váy thủng, miệng chép chép nuốt ừng ực. Anh ta thọc bàn tay run run, luồn sâu vào bên trong, khua khoắng khắp nơi từ ngực xuống bụng. Một hồi rút tay đưa lên mũi, hàng ria mép rung lên bần bật. Miệng thều thào, mẹ kiếp, nó chết rồi, phí của trời. Ở mũi thuyền, người mẹ nằm co quắp ôm đứa con chừng mấy tháng tuổi vào lòng. Đứa trẻ đầu to, chân tay như những cái tăm cắm vào củ khoai. Nó ôm chặt mẹ, ngậm chặt núm vú. Từ đằng xa, một người đàn ông lao tới, giằng đứa trẻ ra, nằm đè lên người mẹ tranh bú. Hắn ta mút lấy mút để, kiếm vài giọt sữa ngọt cho qua cơn đói. Cuộc ẩu đả giữa người sống kẻ chết, giữa người lớn trẻ con diễn ra. Con thuyền tròng trành như sắp lật. Quân man dợ, ném mẹ nó xuống sông. Tiếng ai đó quát tháo, rồi ùm. Nước tung tóe bắn lên. Một người nữa đã kết thúc cuộc đời. Không khí nặng nề bao trùm cả con thuyền. Không ai còn sức để tranh cãi, tiếc thương. Ông chủ thuyền chống xào cho thuyền dừng lại, nói, sắp đến cống kem, nước chảy xiết lắm. Trai nào khỏe, lên bờ quàng dây kéo thuyền đi nào. Tất cả im lặng. Chủ thuyền lại nhắc, lên đi nào. Đoạn sông này dữ lắm. Đây là ngã ba, một phần nước chảy vào cống kem, tạo nên những vòng xoáy rất mạnh. Nếu không vững tay chèo, thì cả người và thuyền đều bị nhấn chìm. Còn nhớ mùa bão năm ngoái, nước từ thượng nguồn đổ về, mấp mé mặt đê. Cánh cống vỡ toang. Thế là hàng vạn khối nước tràn vào. Trống Ngũ Liên ở các điếm canh đê thúc liên hồi. Tù và Cồng Chiêng nổi lên thúc giục. Tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, hò hét ẩm vang. Vỡ đê bà con ơi! Tất cả gái trai trong vùng, hàng trăm người, ùa xuống ôm nhau, xếp thành hàng. Làm con đê sống chắn nước. Nhưng bàn tay nhỏ bé không che kín mặt trời. Nước băng qua, tràn vào, ngập đến nóc nhà. Ba huyện cửa sông mất trắng vụ mùa. Người chết nổi lềnh bềnh cùng trâu bò lợn gà. Sang vụ chiêm năm nay, quân Nhật ở đâu kéo đến, bắt nhổ lúa trồng đay trồng cói. Thế là có gạo đâu mà ăn, đói triền miên. Chân tay rụng rời, sức đâu mà kéo thuyền. Nhanh tay lên, lật thuyền bây giờ. Ông chủ thuyền gào lên,
Một xoáy nước kéo ngang con thuyền lôi đi. Ông chủ thuyền cố giữ cây sào ghìm lại và đẩy vào bờ. Ông ném cuộn dây chão xuống và quát: "Các người có muốn sống hay chết? Mẹ kiếp, đã không mất tiền đò, phải chung tay vào chứ." Ông chủ thuyền nhanh chóng hạ buồm để dễ dàng vượt qua chỗ nguy hiểm này. Xoa để cậu nằm lại, đứng dậy kéo theo mấy người nữa và các trai đò nhảy lên bờ. Họ chia nhau mỗi người một đoạn khoác lên vai, móc vào dây kéo chính. Cùng nhau nắm chặt, chân bấm xuống đất, người cúi rạp kéo thuyền. Ông chủ cất tiếng hò, bắt nhịp lấy sức để mọi người đồng lực kéo. "Nào, dô tả dô ta nào, thuyền ngược anh bỏ xào xuôi. Dô ta nào, nào dô ta nào, em đừng lo lắng cho người kém sinh. Dô ta nào, nào dô ta nào." "Thuyền anh vượt ngược dòng sông. Dô ta nào, nào dô ta nào, mượn đôi giải yếm làm dây kéo thuyền. Dô ta nào, nào dô ta nào, ơ hò dô ta, nín lặng mà nghe câu hò, dô tả dô ta nào." Những câu hò lời hát ví von, lạc vào đêm khuya tĩnh lặng, khách đi đò không còn hơi sức để đối đáp. Con thuyền không hề nhúc nhích, cứ bị đẩy lùi theo dòng nước chảy ngược. Quay tít một vòng, xô vào bờ, mắc cạn. Người chồm lên đè vào nhau kêu ý ới. Ông chủ thuyền lặng lẽ đốt một nắm hương thơm, đứng trên mũi thuyền khấn vái: "Con lạy bốn phương trời, mười phương Phật, lạy quan thổ thần thổ địa, lạy hà bá trên sông. Tín chủ con gặp dòng nước ngược và mắc cạn tại đây. Xin chứng giám cho những người xấu số đã từ bỏ làng xóm quê hương phải nằm lại nơi này. Xin tha tội cho con đã đưa họ đi. Chưa hết chặng đường, đường còn dài, còn nhiều gian truân cách trở. Hỡi các vong linh, chúng tôi cũng là kẻ nghèo hèn, đói cơm rách áo. Lực bất tòng tâm, hãy vì chúng tôi mà lượng thứ. Xin vui lòng nằm lại để cho con thuyền nhẹ gánh vượt qua cửa ải này. Chúng tôi ghi lòng tạc dạ, bao giờ trời đất an bình, mưa thuận gió hòa, xin trở lại, đưa hải cốt và vong linh các người về với đất mẹ. A-di-đà-phật." Lời cầu khẩn vừa dứt, những tiếng van xin rì rầm, yếu ớt phát ra từ khoang thuyền. "Ông lái đò ơi, cho tôi đi với. Tôi còn sống, các ông ơi. Chồng tôi chết rồi, tôi còn phải nuôi con." Xoa hoảng sợ, cõng cậu lên lưng, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Mấy trai đò tay run run sờ nắn từng người, rồi lặng lẽ vác lên bờ. Không một mẩu chăn mảnh chiếu, đặt họ nằm co ro trên vũng bùn. 12 người chết nằm lại nơi đây. Hai mẹ con người đàn bà cho con bú. Người đàn bà váy rách hở đùi và gã đàn ông ria mép cũng đều nằm trong những số phận không định trước này. Sống không có đất ở, chết không có đất chôn. Đất đã không nuôi nổi người, máu thịt hòa vào đất, vào dòng sông, chảy ra biển cả mênh mông. Quý vị vừa nghe xong phần 3 tiểu thuyết Đất và Máu của nhà văn Đặng Huỳnh Thái. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.